Nếu bạn đang tìm kiếm một loại kem chống nắng đáp ứng đủ các tiêu chí chống nắng tốt, an toàn, lành tính cho da, lớp finish đẹp, không bóng dầu, hãy cùng Dilys tìm hiểu ngay về kem chống nắng CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42+. Một siêu phẩm chống nắng không thể bỏ lỡ trong hè này, đôi nét về thương hiệu CNP Laboratory. Tuy còn xa lạ đối với người tiêu dùng Việt Nam, thế nhưng CNP Laboratory lại là một hãng dược mỹ phẩm có tiếng, giành được nhiều giải thưởng cao quý và được khách hàng tin dùng tại Hàn Quốc thành lập vào năm 1996. Khởi nguồn từ một phòng khám da liễu ở Yangche, Hàn Quốc cho đến nay, CNP Laboratory đã có một hệ thống nghiên cứu và sản xuất với quy mô lớn. Luôn tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy tắc mà hãng đã đề ra, không hương liệu, không paraben, không dầu khoáng, không màu nhân tạo, địa chỉ trụ sở chính 4TH Floor, Yeonhan Building, 241 Achasanro. Quang Jingu, Seoul, Facebook CNP Laboratory Việt Nam tại đây, bao bì thiết kế của kem chống nắng CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42+. Giống với đa số các loại kem chống nắng khác, kem chống nắng CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42+ có dạng tuýp nhựa truyền thống. Thế nhưng, điều đặc biệt ở sản phẩm này chính là đầu lấy kem có dạng nút bấm, không chỉ thuận lợi cho việc điều chỉnh liều lượng sản phẩm lấy ra mà còn đảm bảo vệ sinh. Lấy tông màu chủ đạo là trắng, cam kết hợp với phông chữ màu đen đơn giản, các thông tin về tên sản phẩm, thành phần, hạn sử dụng đều được nhà sản xuất in rõ trên từng sản phẩm, đi kèm với sản phẩm là hộp giấy có siêu nhôm đính kèm bên trên nhằm đảm bảo sản phẩm chưa bị bóc tách. Thành phần của kem chống nắng CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42+ Cyclohexasilosan, đây là một loại silicon đã được Hội đồng chuyên gia đánh giá thành phần mỹ phẩm CIA kết luận rằng an toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm. Không cho thấy khả năng gây kích ứng hoặc mẫn cảm da, cyclohexasilosan có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da và chống nước nhẹ. Ethinhexin methocycinamide, ethinhexin salicylate là hai chất chống nắng phổ biến, thường xuất hiện trong bảng thành phần của các loại kem chống nắng hóa học, chủ yếu chống lại tia UVB. Zinc oxide, titanium dioxide là các chất có hiệu quả trong việc bảo vệ da chống tia UVA và UVB. Vì rất dịu nhẹ, ít khả năng gây kích ứng da nên có thể sử dụng trên da nhạy cảm, dễ nổi mẩn đỏ. Butylene glycol, dicaprylene carbonate có công dụng dưỡng ẩm cho da, làm mềm da. Glycerin caprylate có công dụng giữ ẩm cho da, ngăn chặn sự thoát hơi nước của da bằng cách hình thành một rào cản trên bề mặt của da và thậm chí được coi là một chất kháng khuẩn mạnh. Stearic acid là một chất dưỡng ẩm và nhũ hóa, bảo vệ bề mặt da chống mất nước và giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt sản phẩm không chứa paraben, dầu khoáng, lưu ý nên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 20 đến 30 phút và thoa đủ lượng để kem chống nắng để phát huy hiệu quả cao nhất. Thoa lại kem chống nắng sau khoảng 3-4 tiếng sử dụng. Cảm nhận sau khi sử dụng kem chống nắng CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42+. CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42+ có texture dạng kem khá dày nhưng lại rất dễ tán, lớp finish để lại trên da rất đẹp, mỏng, nhẹ, hoàn toàn khô ráo nhưng vẫn giữ được độ ẩm nhất định. Kem chống nắng có tinh tịt hồng, vì vậy khi thoa kem chống nắng, làn da sẽ được nâng tôn một cách tự nhiên, hồng hào và không bị trắng bệch như nhiều loại kem chống nắng nâng tôn khác. Ngoài ra, trong bảng thành phần của CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42+ còn có bột ngọc trai. Không chỉ có công dụng nâng tôn, làm mịn da mà còn có khả năng kiểm soát dầu nhờn trên da. Mình đã kiểm chứng bằng cách apply kem chống nắng này từ 4 tháng 6 tiếng ngồi điều hòa. Điều khiến mình thật sự bất ngờ chính là khả năng kiềm dầu siêu đỉnh của em nó. Lớp finish trên da mình hoàn toàn khô ráo, chỉ đổ dầu một ít ở vùng chữ T. Bởi vì không quá khó tính đối với mùi hương của mỹ phẩm nên mình cảm thấy mùi của em này chấp nhận được. Mùi hương không quá hóa học nhưng đối với nhiều bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Đây là kem chống nắng vật lý lai hóa học với thành phần chính là 4.9% zinc oxide, 2.9% titanium dioxide, cực kỳ lành tính và ít khả năng gây kích ứng. Chính vì vậy, khi sử dụng em này, mình cực kỳ yên tâm về độ an toàn cho da. Thế nhưng, bản thân mình lại cảm nhận độ chống nắng của CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF khá kém. Phù hợp đối với nhân viên văn phòng, những bạn làm việc, học tập trong nhà hơn là những người phải làm việc, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Ưu nhược điểm của kem chống nắng CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42+.
ưu điểm, dễ tán, để lại trên da lớp finish mỏng, nhẹ, khô thoáng, không gây bí bách, độ kiềm dầu ổn. Đến cuối ngày không bị xuống tone, lành tính, dịu nhẹ, ít khả năng gây kích ứng, không chứa paraben. Dầu khoáng, nâng tone tự nhiên, không bị trắng bệch, thiết kế đầu bấm lấy kem đảm bảo vệ sinh. Dễ điều chỉnh lượng sản phẩm, nhược điểm, mùi hương có thể gây khó chịu cho một số người. Khả năng chống nắng không quá tốt, phù hợp với nhân viên văn phòng. Mua kem chống nắng CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42 pa ở đâu, giá bao nhiêu? Trên thị trường, kem chống nắng CNP Laboratory Tone Up Protection Sun SPF 42 pa có giá dao động trong khoảng 300.000 đồng, 400.000 đồng, lọ 50ml. Bạn có thể mua sản phẩm trên Shopee tại đây, bạn có thể mua sản phẩm trên Tiki tại đây. Tổng kết sản phẩm: công dụng chống nắng, bảo vệ da, dưỡng ẩm, nâng tone, kiềm dầu. Dung tích 50ml. Kết cấu, dạng kem, loại da, mọi loại da, quốc gia, Hàn Quốc. Quy cách đóng gói. Tip: link mua sản phẩm kem chống nắng CNP mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.